Nhà Phương khoe thân hình hạt sương mai, Trường Giang lập tức bị réo tên. Nam danh hài bị treo không chăm tốt, chàng ăn khiến bà xã ngày càng gầy gò. Từ sau khi rộ lên thông tin đã sinh con gái, nhà Phương ngày càng khiến fan lo lắng khi body ngày càng gầy, tay chân khẳng khiu. Cách đây ít giờ, bà xã Trường Giang đã chia sẻ hình ảnh trong phòng tập, khoe hình thể nuột nà, mình hạt sương mai. Nhiều khán giả lập tức để lại bình luận cho rằng body hiện tại của nhà Phương quá gầy, cô cần tăng cân để có sức sống hơn. Một số khác trêu nữ diễn viên rằng do mới khó không chăm tốt hoặc dành ăn nên bà xã mới ốm như thế. Đi du lịch cùng gia đình toàn mỹ nhân, nhà Phương ghi điểm đầm với eo thon dáng nuột, mặt hoa da phấn. Nữ diễn viên vừa khoe loạt ảnh đi du lịch cùng gia đình mình trên Facebook. Cách đây ít phút, nhà Phương vừa chia sẻ loạt ảnh du lịch Phan Thiết cùng gia đình. Chuyến đi có đầy đủ các thành viên trong gia đình của cô gồm bố mẹ, chị và em. Trong khung ảnh, chị em nhà Phương trông vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Nổi bật nhất chắc chắn là nữ diễn viên tuổi thanh xuân với vóc dáng thon gọn, khoe triệt để vòng eo con kiến với đầm trắng cực bắt mắt. Bên cạnh đó, kiểu tóc mới giúp nhà Phương trông trẻ hơn vài tuổi, khoe trọn đường nét thanh tú đáng yêu. Ba chị em nhà Phương xin hết phần người trong khung ảnh, đẹp nhất vẫn là bà xã Trường Giang với nét yêu kiều khó ai bằng. Những hình ảnh mới nhất của nhà Phương khiến fan suýt sao ngẩn ngơ. Tuy nhiên, trong chuyến đi này là thiếu mất ông xã là danh hài Trường Giang. Có lẽ anh đang bận lịch quay giày, đặc biệt không thể đi cùng gia đình vợ như nhiều lần trước đây. Yeah, no, girl.